tại Thừa Thiên Huế, nam thanh niên mang xe máy đi cầm cố 10 triệu đồng rồi trình báo công an đã bị cướp. Sự việc cô giáo Mai Thị Yến tử nạn trên đường về dạy học ở Hà Giang gây chấn động dư luận. Sự mất mát lớn lao này cũng nhắc nhở rằng thầy cô vùng cao cần những hỗ trợ tốt hơn nữa trong cả đời sống vật chất và tinh thần, đặc biệt là sức khỏe và sự an toàn của họ. Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng nhà vệ sinh công cộng tự động trên đất vàng. Hình ảnh người chồng khuyết tật trong vợ mới sinh gây xúc động cộng đồng mạng. Kính chào quý vị khán giả. Chúng ta vừa điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi là Xuân Nghĩa và Trúc Giang. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị bắt đầu đi vào nội dung chi tiết của chương trình với phần tin nóng. Thưa quý vị, sau những ngày nắng nóng kịch điểm có nơi trên 43 độ C, nhiều khu vực tại miền núi tỉnh Nghệ An đã xuất hiện dông lốc mạnh, quật gãy cột điện, nhiều cây cối, thổi tung nhiều mái nhà. Cụ thể, tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An xuất hiện cơn lốc rất mạnh. Dông lốc đã thổi tung hàng chục mái nhà trên địa bàn huyện này. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu thông tin, dông lốc không chỉ gây thiệt hại cho nhà dân, mà nhiều trường học trên địa bàn cũng bị tốc mái. Huyện Quỳ Châu đang thống kê thiệt hại ban đầu. Tại những xã khác như Châu Tiến, Châu Bình, Châu Hạnh, dông lốc cũng đã gây thiệt hại không nhỏ. Không chỉ Quỳ Châu, lốc xoáy cũng đã khiến nhà dân tại huyện Quế Phong bị sụp đổ. Hộ thiệt hại là gia đình của ông Ngân Văn Chục, trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Một thông tin đáng chú ý khác cũng liên quan đến dông lốc. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong ngày 8 tháng 5, khu vực đồng bằng ven biển đã xảy ra gió mạnh. Tốc độ gió lớn nhất đo được tại trạm Huế, trạm Thuận An, Vinh Thanh đạt cấp 7. Gió lớn đã khiến cho hai tàu cá của người dân gặp nạn. Cụ thể, tàu cá TTH-91075TS có 4 thuyền viên do Trương Viết Hiệp làm thuyền trưởng. Tàu cá TTH-92349TS có 4 thuyền viên do Phan Văn Liền làm thuyền trưởng, cùng trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang. Cả hai đang đeo đậu cùng khu vực thì bị dông lốc. Hậu quả làm tàu ông Hiệp chìm tại chỗ, tàu ông Liền bị đánh trôi dạt vào bờ thôn Cự Lại Nam, xã Phú Hải, huyện Phú Vang. May mắn không có thiệt hại về người. Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phú Thuận triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Chi cục thủy sản cũng tiến hành xác minh nguyên nhân tàu bị nạn. Ngày 8 tháng 5, 7 căn nhà cặp sông Cần Thơ đoạn qua ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền xảy ra sạt lở, hư hỏng nặng nề. Tại hiện trường, đoạn sạt lở dài hơn 50m. Người dân cho biết họ nghe tiếng răng rắc. Khi đi kiểm tra thì thấy nền nhà nứt nên hô hoáng bỏ chạy. Sau đó, lực lượng chức năng huyện Phong Điền đến hiện trường sơ tán người dân, hỗ trợ di dời tài sản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền Nguyễn Trung Nghĩa cho biết, sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hỗ trợ người dân. Theo cơ quan chức năng huyện Phong Điền, vụ sạt lở làm ảnh hưởng 7 căn nhà, thiệt hại ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Trước mắt, địa phương di dời tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn, sau đó có chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại, ông Nghĩa nói. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra ở khu vực này. Tại Thừa Thiên Huế, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Ti, 20 tuổi, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Thông tin ban đầu, Ti đến công ty phường Thủy Xuân trình báo với nội dung bị hai nam thanh niên dùng dao khống chế và cướp xe máy biển kiểm soát 75G142747, một điện thoại, một ví tiền bên trong có 1 triệu đồng. Nhận được tin báo của Ti, công an phường Thủy Xuân và đội cảnh sát hình sự công an thành phố Huế khẩn cấp tổ chức xác minh sự việc. Đến chiều ngày 6 tháng 5, các lực lượng chức năng công an thành phố Huế đã làm rõ tin báo của Ti là giả, không có sự việc Ti bị cướp tài sản. Công an đã xác định xe máy mang biển kiểm soát 75G142747 được Ti mang đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn thành phố Huế cầm với số tiền 10 triệu đồng. Mục đích của Ti trình báo công an nhằm thông báo cho gia đình là bị cướp tài sản để chiếm số tiền trên tiêu xài. Hành vi khai báo gian dối của Ti gây hoang mang dư luận xã hội, bức xúc trong nhân dân nên cần phải lên án và xử lý nghiêm. Những ngày gần đây, hồ Bồng Sơn thuộc tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng cá chết nổi trắng mặt nước, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến môi trường. Được biết, hồ Bồng Sơn có diện tích hơn 11 hecta, được xây dựng với tổng kinh phí là 27,4 tỷ đồng. Đây là hồ điều hòa lớn nhất tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Trước tình trạng trên, đơn vị quản lý đang vào cuộc xử lý. Theo ghi nhận, lượng cá chết nổi trắng và trôi dạt vào bờ của hồ Bồng Sơn
thuộc phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Thông tin từ nhiều người dân sống quanh hồ những ngày qua, dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, cá có biểu hiện gập thở, lờ đờ, đồi đổ lên mặt nước. Đỉnh điểm là chiều ngày 7 tháng 5, lượng cá chết ghi nhận nhiều đến cả tấn, với nhiều loại như rô phi, trắm, chép, trôi, cá cấy và các loại cá nhỏ. Có cả loạt cá to cũng chết nổi lên mặt hồ, con to nhất nặng từ 3 tới 5 kg. Lượng cá chết lần này khiến người dân địa phương lo lắng. Nhiều hộ dân sống quanh hồ bị ảnh hưởng khi có mùi hôi tanh bốc lên. Ông Trần Xuân Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nam Hà cho biết, phường đã nắm được thông tin về việc cá chết hàng loạt ở hồ Bồng Sơn và đã báo cáo cho đơn vị quản lý là Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh xử lý. Câu chuyện của chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay là một câu chuyện trong ngành giáo dục những ngày vừa qua, thưa quý vị. Một cô giáo đã tử nạn trên con đường hiểm trở đến trường sau cả thập kỷ bám bảng gieo chữ. Cụ thể, vào ngày 3 tháng 5, cô Mai Thị Yến, giáo viên trường mầm non Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, cùng chồng là thầy Nguyễn Đại Đình Nam, cũng là giáo viên cắm bảng ở điểm trường tiểu học Đường Thượng, trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ. Chuyến xe máy gồm cô Yến, thầy Nam và con của họ. Đến đoạn đường trơn cách trường 2 km, chiếc xe đã gặp nạn rơi xuống vực. Cô Yến tử vong vào 20 giờ tối cùng ngày, thầy Nam bị thương nặng, phải cắt bỏ một bên thận, đã qua cơn nguy kịch. Điểm sáng duy nhất là con của thầy cô chỉ bị xây xước ngoài da, không bị thương nghiêm trọng. Sự việc cô Yến thầy Nam đã gây xúc động mạnh trong xã hội. Vâng thưa quý vị, không xúc động sao được ạ. Khi cô Yến là người xung phong lên cắm bảng ở điểm trường mầm non Đường Thượng ở tỉnh Hà Giang. Và cô đã bám bảng được 13 năm cho đến ngày định mệnh 3 tháng 5 vừa qua. Thật quá đau lòng Trúc Giang ơi. Vâng, rất là đau lòng luôn á Xuân Nghĩa. Trúc Giang cũng thấy rất là xót xa cho tình cảnh của vợ chồng cô Yến. Được biết là cô nên duyên với thầy Nam ở giữa vùng xa xôi hẻo lánh. Thầy cô đã chục năm ròng rã, không về đồng bằng. Trong khi các giáo viên cắm bảng có quyền lựa chọn về nơi khác sau một khoảng thời gian. Có lẽ vợ chồng cô Yến thầy Nam đã phải lòng với mảnh đất địa đầu và nơi đó học sinh cần thầy cô hơn ai hết. Ở những điểm trường xa xôi, thầy cô chịu thiệt thòi nhiều hơn những đồng nghiệp của mình ở phố thị. Thầy cô phải di chuyển trong những cung đường hiểm trở, khó khăn. Thầy cô cũng phải thường xuyên xuôi ngược khắp các con dốc, lên tận non cao để vận động học sinh đi học. Và đó không đơn thuần là lựa chọn mưu sinh. Cô Yến thầy Nam chắc chắn cũng không nhận những lời tụng ca về đức hy sinh. Nhưng tự nhiên như hơi thở, thầy cô vẫn luôn giữ những ý niệm cao đẹp về nghề giáo, về chức năng mở rộng tri thức, phụng sự nhân dân. Thầy cô chắc chắn không nói nhiều mỹ từ như trên truyền thông trong những ngày 20 tháng 11 đâu ạ. Mà hơn thế, thầy cô làm một cách chân thành, tự nhiên và thầm lặng. Vâng thưa quý vị, thỉnh thoảng người ta lại than vãn về những thị phi trong ngành giáo dục. Người ta lại chỉ trích vô vàn những sự vụ nhỏ lẻ của ngành. Và đôi lúc, góc nhìn về nghề giáo của một số người cũng trở nên tiêu cực và lệch lạc đi. Thế nhưng những người đó đâu có biết rằng, ngày ngày, ngay trong lúc nhiều người còn đang bận tranh cãi về các sự vụ, thì các thầy cô như là cô Yến, thầy Nam đã và đang lao động cực lực bền bỉ trên khắp mọi nơi thâm sơn cùng cốc của đất nước. Vâng, và các thầy cô thiệt thòi và mất rất nhiều thứ lắm. Như là trong trường hợp cô Yến, thầy Nam là mất cả sức khỏe và tính mạng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, ngay khi biết tin, đã gửi thư chia buồn cùng những chỉ đạo để địa phương hỗ trợ tối đa thầy Nam cùng hậu sự của cô Yến. Bộ cũng ghi nhận sâu sắc những đóng góp của các thầy cô, nhưng thiết nghĩ ghi nhận của Bộ trưởng cũng chỉ là ở cấp độ quản lý. Sự ra đi của cô Yến đã đánh thức tâm can của cộng đồng, rằng trong từng phút, từng giây, ở mọi nơi vẫn có những người âm thầm bám bảng gieo chữ, rằng những scandal nhỏ lẻ không thể làm nhạt pha giá trị của một nghề tôn quý, vẫn có những người trẻ xung phong theo lý tưởng của trái tim mình. Hơn cả, sự mất mát lớn lao này cũng nhắc nhở rằng thầy cô vùng cao cần những hỗ trợ tốt hơn nữa trong cả đời sống vật chất và tinh thần, đặc biệt là sức khỏe và sự an toàn của họ. Những người chấp nhận bỏ phố lên núi để sự học trải rộng khắp nẻo quê hương. Nếu như có những con đường hiện đại, an toàn, thì gia đình cô giáo Mai Thị Yến sẽ không bị trượt để rồi rơi xuống vực. Cái chữ lên vùng cao, vào vùng sâu, đến vùng xa sẽ bớt nhọc nhằn hơn. Chính vì mang nỗi ưu tư đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn viết trong thư: Bộ Giáo dục và Đào tạo mong các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để đường đến trường, lớp của các thầy giáo, cô giáo và học sinh ở những địa bàn khó khăn ngày càng bớt gian nan, vất vả. Chà vâng, để bớt gian nan, vất vả chỉ có cách duy nhất,
là xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại, chất lượng. Cho nên thưa quý vị, việc cần hơn lá thư chia buồn của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là bắt tay hành động để xây dựng những con đường cho các địa phương vùng cao. Và đến đây thì nội dung này của chuyên mục Nóng trên mặt báo xin được phép khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức khánh thành mô hình nhà vệ sinh công cộng được lắp đặt theo thiết kế di động tại một trong những khu đất vàng đẹp nhất thành phố. Đây là một trong những biện pháp tạm thời của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân và du khách. Nhà vệ sinh nằm trên khu đất có địa chỉ 246 Hai Bà Trưng, quận Nhất vừa khánh thành và đưa vào sử dụng những ngày đầu tháng năm này. Được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vốn xã hội hóa, với thiết kế hoàn toàn tự động, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều người cùng một lúc. Với tính năng di động, nhà vệ sinh này có thể di chuyển đến bất cứ đâu trên địa bàn thành phố khi có nhu cầu. Đây là một trong 5 dự án nằm trong kế hoạch phát triển nhà vệ sinh công cộng của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khi thành phố đang thiếu quỹ đất để xây dựng và phát triển nhà vệ sinh công cộng. Những cái nhà vệ sinh này là được tạm lắp đặt và sử dụng tạm trên những cái miếng đất này hiện nay là do thành phố quản lý, thì nó vướng một số lý, nhưng mà thành phố đã chấp thuận chủ trương của đề xuất của quận, thì theo phương án của nhà đầu tư thì họ lắp đặt không có làm móng, không có các cái kết cấu cố định trên khu đất. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai mô hình nhà vệ sinh di động tại 4 vị trí đất vàng khác ở quận Nhất, gồm khu đất dự án Thương xá TAS tại số 135 Nguyễn Huệ, khu đất số 8 12 Lê Duẩn, khu đất số 8 Nguyễn Trung Trực, khu đất số 246 Nguyễn Huệ. Nhà đầu tư sau khi đã lắp đặt nhà vệ sinh tại các địa điểm được phê duyệt sẽ được kinh doanh các mặt hàng để lấy chi phí vận hành các nhà vệ sinh. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, nhiều tàu cá của người dân Khánh Hòa về cập cảng Hòn Rớ, Nha Trang đều được mua cá ngừ sọc dưa. Đây là loại cá rất được thị trường ưa thích do thịt ngon, chế biến được rất nhiều món ăn. Đây được coi là tín hiệu vui của người dân Khánh Hòa sau những chuyến đi đánh bắt biển khơi với thời tiết sóng yên biển lặng, tạo cho người dân cùng bạn hàng có thêm nguồn thu nhập đáng kể. Ghi nhận tại cảng cá Hòn Rớ, Nha Trang, nhiều tàu đánh bắt cá biển khơi của cư dân Khánh Hòa liên tục trở về cảng với đầy ắp cá ngừ sọc dưa. Cư dân tất bật chuyển cá từ tàu lên cho bạn hàng, tiểu thương trên bến, khiến cảng trở nên nhộn nhịp cảnh bạn hàng thu gom, cân đông, phân loại kích cỡ. Trong đó có cả những cơ sở chế biến hải sản cũng điều xe đông lạnh đến tận cảng để thu mua. Được biết, cá ngừ sọc dưa hay còn gọi là cá dưa gang là loại cá thường sống ở khu vực vùng biển các tỉnh miền Trung. Điểm đặc biệt để nhận ra là cá có thân hình tròn, trên lưng cá có những sọc màu nâu sẫm hoặc đen chạy dọc theo hai bên thân từ đầu đến đuôi. Do cá có thịt rất ngon, dễ tiêu thụ ngoài thị trường nên giá bán cũng không rẻ, khoảng trên dưới 100.000 đồng 1 kg, và giá sẽ còn cao hơn nếu cá được bảo quản tốt, thịt còn tươi. Một thông tin thú vị về du lịch. Thưa quý vị, nấm hương lâu nay là nông sản đặc hữu của thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, đồng thời còn được xem là món quà quý được người dân và du khách đặc biệt yêu thích. Du khách đến Sapa bây giờ không chỉ được ngắm hoa mà còn được hái nấm hương. Vâng ạ, nấm hương là nông sản đặc hữu của Sapa, lâu nay là món quà quý được người dân và du khách đặc biệt yêu thích, với lợi thế khí hậu lạnh đặc trưng rất là phù hợp với việc phát triển cây trồng này. Thời gian gần đây, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Ôn Đới thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Miền Núi phía Bắc tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã trồng thành công nấm hương với chất lượng cao, hương vị thơm ngon, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Nên hiện nay thì Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Ôn Đới đang thử nghiệm và đã có kết quả về một cái giống nấm hương tại Sapa. Thế và cái giống này thì nó rất phù hợp với cái điều kiện thời tiết khí hậu của Sapa, và có lẽ đồng chỉ Sapa là một cái điểm mà có thể cho cái chất lượng của sản phẩm này là cao nhất và sản lượng tốt nhất. Thế thì sau khi mà Trung tâm Ôn Đới chúng tôi có cái bước khảo nghiệm ban đầu như này và đã có kết quả, thì hướng tiếp theo là chúng tôi mở rộng trong năm nay, mở rộng cái quy mô của cái sản xuất cây giống này. Thế và với cái mục tiêu là tạo ra một cái sản phẩm chất lượng, an toàn, nó là một cái đặc sản của Sapa. Nhà trồng nấm ngay tại diện tích của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Ôn Đới thuộc tổ 1, phường Sapa, thị xã Sapa, với hàng ngàn bầu nấm đang vào vụ thu hoạch,
tỏa mùi thơm đặc trưng đã mang lại sản lượng ban đầu là 2 tấn nấm hương, đạt tiêu chuẩn được người tiêu dùng vô cùng ưa chuộng. Sản phẩm nấm hương tươi của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Ôn Đới đã cung cấp cho thị trường thành phố Lào Cai, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Qua quá trình làm việc và trồng phát triển cây nấm thì ông phải thấy là trồng cây nấm này thì qua một quá trình an toàn, không sử dụng các chất bảo vệ thực vật để phát triển cây nấm, mà hoàn toàn là phát triển tự nhiên nhằm phục vụ an toàn tốt nhất cho người sử dụng cây nấm mà em đang trồng và phát triển. Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Ôn Đới đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách bởi có muôn loài hoa khoe sắc dưới tán cây mận, lê triệu quả như được lạc vào những khu vườn hoa trái của xứ Ôn Đới và được ngắm hoa, hái quả và giờ đây du khách cũng có thể trải nghiệm tự tay hái nấm hương Sapa. Những thành công ban đầu của sản phẩm nấm hương Sapa của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Ôn Đới tại thị xã Sapa sẽ góp phần đẩy mạnh sự phát triển của nông sản đặc hữu địa phương và hướng tới phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái đang được đông đảo du khách quan tâm vào mùa du lịch 2023, đó là lên Sapa ngắm hoa, hái quả và hái nấm. Tin quốc tế gây chú ý. Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông khuyết tật đang chăm sóc vợ mới sinh đã khiến cho nhiều người không khỏi xúc động. Mời quý vị cùng theo dõi. Người đàn ông này đến từ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, bị khuyết tật không có hai cánh tay. Trong đoạn video, người vợ mới sinh đang nằm trên giường bên cạnh đứa trẻ vừa lọt lòng. Người đàn ông cúi người đặt vào trán đứa con đang ngủ say một nụ hôn rồi đi xuống bếp. Anh ngồi lên chiếc ghế dài trong bếp, dùng chân cho thức ăn vào nồi cơm điện, đậy nắp nồi và nhấn nút nguồn. Để chuẩn bị cho buổi tối, anh đã lấy ra một con cá được mua trước đó và rửa sạch. Anh kẹp dao vào các ngón chân để chặt cá và đặt chảo lên chiên cá một cách thành thục. Đoạn video đang truyền trên mạng xã hội khiến không ít người cảm thấy khâm phục và dành lời khen cho sự nỗ lực của người đàn ông khuyết tật. Mặc dù không có tay, nhưng người chồng vẫn tận tình chăm sóc vợ con rất chu đáo. Người xem đã cầu chúc cho gia đình anh sẽ nhận được bộ điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tiếp theo là khoảnh khắc một con khỉ cố gắng cứu một chú mèo con bị mắc kẹt trong giếng được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Khỉ được biết đến với bản tính vui tươi và nghịch ngợm, nhưng một đoạn video lan truyền gần đây trên mạng xã hội cho thấy khía cạnh nhân ái của những sinh vật tinh nghịch này. Đoạn video bắt đầu với cảnh một con khỉ cố gắng giải cứu một chú mèo con bị mắc kẹt trong một cái giếng đầy bùn. Con mèo con chính đầy bùn và kêu meo meo để được giúp đỡ. Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của con khỉ, nó không thể đưa chú mèo con ra khỏi giếng. Cuối cùng, một người phụ nữ đã can thiệp và giải cứu chú mèo con ra khỏi giếng. Đoạn video đã chạm đến trái tim của rất nhiều người trên mạng. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, Bình Phước 33 năm tù cho 3 bị cáo tàn trữ sử dụng chất cấm. Chuyên mục chuyện kỳ mới, chuyện hai cụ bà thoát chết trong đám cháy nhờ hiệu quả của mô hình tổ liên gia. Một câu chuyện đáng chú ý đang xảy ra tại Đắk Nông. Thưa quý vị, nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông tại tỉnh này đang tắc do vướng mắc liên quan tới vật liệu san lấp. Nguyên do là với đặc thù địa hình độ dốc, chia cắt, các công trình đều có khối lượng đào, đắp lớn. Nhưng hiện tỉnh Đắk Nông chưa có mỏ đất san lấp nào được cấp phép. Sau đây là phản ánh của công tác viên chương trình tại địa phương về vấn đề này. Dự án quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa là dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Nông, có vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2022 và đã được kỳ vọng cơ bản hoàn thành để trở thành địa điểm chính tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa mưa nhưng đơn vị thi công mới hoàn thành việc san lấp, tương đương với hơn 30% tổng khối lượng cần san lấp của công trình này. Lượng đất đắp đầu tiên á, là mình dự kiến là trên 200.000 khối, nhưng mà thực tế thì chỉ mới có san lấp trên 70.000 thôi. Tới thời điểm này là coi như là mình đã chậm tiến độ là từ hồi lúc cuối tháng 2 và tới thời điểm này là như là gần cuối tháng 4 là 2 tháng. Mong muốn thì trong cái thời gian mà đang nắng tốt như vậy thì cần phải có cái nguồn vật liệu mà đủ cái trữ lượng để mà cho nhà thầu triển khai san lấp để mà hoàn thành cái hợp đồng mà nhà thầu đã ký và cam kết. Tương tự, dự án quảng trường Gia Nghĩa
hàng loạt các dự án lớn về đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đều đang vướng mắc vấn đề đất san lấp. Điển hình như các dự án nâng cấp, cải tạo các tỉnh lộ 2, 3, 5, dự án nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh, dự án nâng cấp trường cao đẳng cộng đồng tỉnh và hàng loạt các dự án tái định cư. Chúng tôi cũng đã chủ động trong hồ sơ thiết kế là tập trung vào những cái dự án mà có cái lượng đất mà dôi dư, tức là chênh lệch giữa đào và đắp dôi dư, thì thay vì đổ thải ra các bãi thải theo quy định thì chúng tôi tận dụng, tận thu để đắp cho những cái dự án khác. Việc chở đất từ dự án này sang dự án của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đắk Nông đã bị cơ quan chức năng truy còi, yêu cầu tạm dừng đến khi được cấp phép mới được tiếp tục triển khai. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông, đối với vật liệu san lấp thì phải xin cấp phép mới được khai thác. Thẩm quyền cấp phép vật liệu san lấp là thẩm quyền của Ủy ban tỉnh và cơ quan tham mưu là Sở Tài nguyên Môi trường. Thì đối với các chủ dự án khi làm hồ sơ gửi về sở phải đầy đủ thủ tục. Khi đầy đủ thì sở sẽ tổ chức là mời các sở ngành có liên quan họp và đi kiểm tra thực địa, sau đó tham mưu trình Ủy ban tỉnh để cấp phép. Những vấn đề phát sinh liên quan tới vật liệu san lấp và đất đào, đất đắp tại các công trình, dự án của tỉnh Đắk Nông đã cho thấy sự lúng túng của nhiều cơ quan. Ngành chức năng cần có các giải pháp quyết liệt, căn cơ để chấn chỉnh, đảm bảo việc khai thác các vật liệu này tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, đồng thời đảm bảo tiến độ thi công cho các dự án cũng như đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phần tin nóng trở lại ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chiều ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Phạm Trường Sơn, 31 tuổi, 19 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất cấm và Dương Hoàng Yến Nhi, 18 tuổi, cùng ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, 7 năm tù, cùng về tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất cấm. Theo cáo trạng, Sơn và Sang là bạn bè quen biết nhau và sử dụng chất cấm. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Sơn điện thoại cho một người không rõ lai lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, hỏi mua một bánh heroin với giá 240 triệu đồng và hẹn gặp nhau tại khu vực chợ Bình Tiên, quận 6 để giao dịch. Một ngày sau, Sơn đã thuê xe du lịch chở đến điểm hẹn giao tiền và nhận bánh heroin có khối lượng 351,9 gram, rồi quay trở lại về nhà cất giấu để sử dụng. Ngày 30 tháng 3 năm 2022, khi xe đi về gần tới nhà thì bất ngờ bị lực lượng chức năng công an tỉnh Bình Phước kiểm tra hành chính và phát hiện tang vật là một bánh heroin mà Sơn vừa mua nên đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp. Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Sơn và Sang tại xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, thì phát hiện Sang và Di tổ chức cho một thiếu nữ sử dụng trái phép chất cấm. Liên quan đến việc nhóm thanh niên ném bom xăng đập phá xe tải nhà dân ngày 8 tháng 5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ 6 đối tượng liên quan vụ ném bom xăng đập phá xe tải của một người dân trên địa bàn gồm Phan Thế Anh, sinh năm 2005, Lê Trương Đức Anh, sinh năm 2008, Nguyễn Thiên Phú, sinh năm 2009, Trần Phạm Duy Sang, sinh năm 2006, Hán Văn Vinh, sinh năm 2006 và Phan Đinh Việt, sinh năm 2009 để điều tra về hành vi cố ý làm hỏng tài sản. Theo điều tra bước đầu, Thế Anh có mâu thuẫn với Lê Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 2008. Để dằn mặt Long, rạng sáng ngày 7 tháng 5, Thế Anh đã rủ các đối tượng trên mang theo 4 chai bom xăng và một con dao phay cùng đi đến nhà của Long để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nơi, nhóm trên đã dùng bom xăng ném vào chiếc xe tải và đập phá trước nhà Long thuộc xã Hố Nai Ba, giáp ranh xã Bắc Sơn. Tuy nhiên, xe tải trên là của gia đình Trần Quốc Khánh, sinh năm 1977, không phải của gia đình Long. Vụ việc đã được Công an huyện Trảng Bom xử lý theo quy định của pháp luật. Một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, chiếc xe tải biển số 47H01394 chạy theo hướng từ khu công nghiệp Sóng Thần ra quốc lộ 1 thuộc phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Bất ngờ phương tiện này tông vào chiếc xe ba gác đang di chuyển cùng chiều phía trước. Cú va chạm làm xe ba gác mất kiểm soát, lao qua phải và tông vào một người đàn ông là thợ sửa xe, vừa chui từ gầm sau của một chiếc xe tải ra. Va chạm liên hoàn làm người thợ sửa xe tử vong tại chỗ. Danh tính được xác định là ông TMD, tên độc tắc, 53 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai. Nạn nhân mở tiệm sửa xe ngay tại hiện trường và vừa dần sửa chữa chiếc xe tải này được vài phút thì gặp nạn. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đã được làm rõ.
Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng loạt thí điểm mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Thực tế cho thấy mô hình này đã mang lại hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Rõ nhất vẫn là sự chuyển biến nhận thức và kỹ năng ứng phó với sự cố của người dân. Câu chuyện sau đây sẽ là một minh chứng về tính thiết thực của tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự được ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng trong chuyên mục Chuyện ngày mới hôm nay. Bà Trương Thị Tư, năm nay ngoài 75 tuổi, sống cùng với chị gái đã 80 tuổi. Không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng lửa bốc cháy dữ dội từ căn bếp vào tối ngày 8 tháng 4 vừa qua. Do bất cẩn trong lúc nấu ăn, bà Tư quên tắt bếp ga, dẫn đến cháy và lan rộng cả khu bếp. Trong lúc hoảng loạn, bà đã nhấn chuông báo cháy từ hệ thống liên gia phòng cháy chữa cháy. Nhờ đó, gia đình bà thoát khỏi phen kinh hoàng. Rất là lo lắng mà lát là cũng may mắn là nhờ những hàng xóm. Mà may mắn thứ nhất là nhờ cái mô hình để ra sớm, ra đời sớm. Chứ nếu không có tôi không biết nhà tôi sẽ xảy ra cái gì. Tổ liên gia về cái phòng cháy chữa cháy này tôi thấy nó rất hiệu quả, nó rất tốt. Những khi mà người ta xung quanh nó là báo động lên là tất cả người dân đều ùa ra. Nhận được báo động, người dân xung quanh khu xóm nhanh chóng có mặt hỗ trợ dập lửa. Từ phụ nữ đến thanh niên, mỗi người một việc, người thì hỗ trợ sơ cứu, đưa người già ra khỏi đám cháy, người thì tập trung chữa cháy. Kết quả đám cháy được dập tắt, không để lại hậu quả nặng nề. Những kỹ năng này đã được các thành viên trong tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tập huấn thành thạo trước đó. Được biết, sáng ngày 8 tháng 4, phường Thanh Khê Đông ra mắt mô hình. Đến tối ngày 8 tháng 4 thì xảy ra cháy. Mình thấy rằng cái lực lượng tại chỗ là rất là quan trọng vì nó sẽ dập tắt được ngay lập tức. Chứ còn thực tế là nếu mà chờ được đội phòng cháy chữa cháy tới mà nếu mà người dân không có kỹ năng, không biết cách bảo vệ mình thì cái hậu quả để lại rất là lớn. Thời điểm vàng của việc chữa cháy là thời điểm ban đầu là bà con cái đã nắm bắt được cái thời điểm đó là vận động, huy động tối đa lực lượng tại chỗ và sử dụng các phương tiện tại chỗ đã dập tắt đám cháy. Câu chuyện trên là ví dụ điển hình về tính hiệu quả mà mô hình mang lại. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, người dân và chính quyền địa phương ở nhiều phường xã đã đầu tư kinh phí lắp đặt, nhân rộng mô hình bằng nhiều cách làm sáng tạo. Chúng tôi cũng nghiên cứu lồng ghép và linh hoạt trong cái mô hình tự quản này, đó là cái ba phòng, để khi có cái tình huống xảy ra theo quy chế thì hướng dẫn người dân sẽ có cái thông báo mà theo cái hướng là liên gia được biết và cùng nhau phối hợp hỗ trợ. Theo chỉ đạo chung của công an thành phố thì chỉ mỗi quận huyện là chọn một điểm để làm cái điểm của tổ liên gia phòng cháy cháy, sau đó mang nhân rộng ra. Tuy nhiên thì được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương và công tác vận động cách tích cực của lực lượng công an cơ sở thì đến ngày hôm nay thì lực lượng công an chúng tôi và phối hợp với chính quyền địa phương đã vận động nhân rộng ra 6/6 phường. Một tín hiệu tích cực là ngày càng có nhiều tổ liên gia và điểm chữa cháy công cộng được ra mắt. Bước vào mùa cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu, thì mô hình sẽ là giải pháp ngăn chặn từ sớm, từ xa và có hiệu quả đám cháy khi còn nhen nhóm. Việc thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy rõ ràng là đã giúp xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, được trang bị kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để phản ứng kịp thời khi có cháy nổ xảy ra. Vâng, có thể thấy đây là một mô hình thiết thực cần tiếp tục nhân rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Xuân Nghĩa và Trúc Giang chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.